Quýt Aventus, best code là 19S31. Và xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Kiên Fagan. Và đây sẽ là lại là một cái video về chai nước hoa rất là nổi tiếng, rất là đình đám, ông vua của nước hoa nam. Nhưng mà là một cái chủ đề hoàn toàn khác, đó chính là năm 2020 rồi. Thì chúng ta có nên mua chai nước hoa Quýt Aventus này nữa hay không? Thì hãy xem những cái quan điểm của mình sau đây nha. Như các bạn đã biết thì chai nước hoa Quýt Aventus này nó là một combo dứa suy chút cùng với mùi thơm rất đặc trưng của long diên hương, một chút smoky khói. Nó là một cái mùi hương vô cùng là nịnh mũi và đa dụng. Và cái đấy thời tiết sử dụng em nó phù hợp nhất khoảng tầm từ 25 độ đổ lên, 25, 26, 27. Thì mọi người sử dụng cái mùi hương này nó rất là tuyệt vời. Và mùi hương này thì nó mang tới hình ảnh của một người đàn ông rất là nam tính, rất là lịch sự, rất là sang trọng và có một cái gì đó khá là kiểu quyền lực. Và cũng chính vì cái hình ảnh đấy nên là cái độ tuổi sử dụng của Quýt Aventus thì mình nghĩ rằng là những bạn phải đi làm tầm 23, 24 thì sử dụng, bắt đầu sử dụng được. Còn cái độ tuổi chín nhất để sử dụng Quýt Aventus mình nghĩ rằng tầm 30 cho đến 35 tuổi thì em này, nghĩa là nó sẽ phụ thuộc vào độ, vào cái công việc và cái độ thành đạt của bạn. Thì mình nghĩ là càng thành đạt thì sử dụng mùi hương này nó sẽ càng hấp dẫn, nó sẽ càng quyến rũ. Và trước khi vào câu hỏi năm 2020 thì có nên mua Quýt Aventus hay không, thì chúng ta đã điểm qua một vài thay đổi về chai nước hoa này. Thì như các bạn đã biết thì chai nước hoa này nó ra mắt vào năm 2010 và khoảng tầm 2-3 năm sau thôi, sau khi ra mắt thì nó đã rất là nổi tiếng. Và em này thì từ những cái phiên bản như là 13, 14, 15 thì nó có một sự thay đổi nho nhỏ về cái phần vòi xịt, đầu vòi xịt này và về cái phần nắp. Thì nếu như các bạn nào mà có sở hữu qua những cái phiên bản đó thì các bạn thấy rằng là nó có thay đổi một chút, và cái nắp thì nhiều khi nó đóng không vừa với nhau mặc dù là cách nhau có một năm thôi. Và đến cái sự thay đổi lớn nhất đó là về thay đổi về ngoại hình, từ những cái cuối năm 10, từ những bản cuối năm 16 cho đến đầu năm 17 thì cái nhà nước hoa Quýt này đã thay đổi gần như tất cả những chai nước hoa của họ từ 120ml xuống còn 100ml và tăng giá thành bán ở trên thị trường lên. Và đó là cái sự thay đổi rất là lớn. Và đến năm 2019 thì cuối năm 2019 thì nhà nước hoa gia đình Quýt này nó đã bán lại cho một cái công ty khác. Và cái mùi hương của Quýt Aventus những cái phiên bản 2020 nó đã bị thay đổi, nó đã bị loại bỏ đi cái nốt hương dứa rất là đặc trưng, và nó đã là cái hình ảnh rất là tượng đài của nước hoa nam Quýt Aventus, thì nó đã bị mất đi nốt hương dứa và thay vào những cái nốt hương khác. Thì cụ thể về cái sự thay đổi này mình đã có một cái video nói điểm tin số 1 về nhà nước hoa Quýt này, các bạn có thể xem ở đâu đó trên này. Theo như mình biết thì kỷ niệm 10 năm ra mắt thì họ đã có một cái phiên bản rất là đẹp đây, để kỷ niệm 10 năm cái việc chai nước hoa này ra mắt. Và chúng ta cùng nhau vào cái vấn đề đó là năm 2020 rồi thì có nên mua Quýt Aventus hay không? Thì với mình, đến cái thời điểm hiện tại, mùi hương của Quýt Aventus nó là một cái mùi hương mà bạn nam nào chỉ cần sử dụng nước hoa, thích nước hoa một chút thôi, chứ chưa nói là chơi, thì đều phải thử qua em này. Thử thì các bạn có thể bằng việc là các bạn mua chiết hoặc là các bạn mua full. Tại vì em này không phải tự nhiên mà khoảng gần 10 năm nó thống trị, nó được mọi người công nhận đây là ông vua của nước hoa nam. Và đó là lý do mà mình nghĩ rằng là các bạn nam đều phải thử qua mùi hương của Quýt Aventus. Nhưng mà mình phải nói một cái vấn đề, trong vòng gần 10 năm đứng trên cái đỉnh cao đó thì cũng đã có rất nhiều mùi hương, rất nhiều brand nước hoa làm mùi giống với chai nước hoa Quýt Aventus này, như là Club de Nuit của nhà Amat, hay là Montblanc X-Roger mình cũng đã review này, hay là Super Mercy Silver, một cái phiên bản mình đánh giá rất tốt. Thì cả ba chai nước hoa đó mình đều đã có review và mình cũng đã ngửi qua rất nhiều những cái chai nước hoa khác có cái xu hướng làm mùi giống như này và với cái giá thành rẻ hơn. Tất nhiên thì mình với từng chai nước hoa thì mình cũng đã từng review cụ thể về những cái điểm giống và những điểm chưa giống rồi, thì các bạn có thể tham khảo qua. Nhưng mà với cái thời điểm hiện tại vào năm 2020, khi mà cái sự thay đổi về cái sự reform mùi hương giữa bản 2019 và 2020 nó bị chưa kiểu, có nghĩa là những cái phiên bản được cũ thì nó vẫn còn rất nhiều trên thị trường và tồn kho rất nhiều, và cái phiên bản 2020 thì nó ra mắt mới, nó chưa quá là phổ biến. Và những thì mình nghĩ rằng các bạn nên tranh thủ mua, tại vì giá thành nó vẫn chưa chênh lệch quá là nhiều đó, nên là các bạn hãy tranh thủ mua em nó. Còn về tương lai thì theo cái quan điểm của mình ấy,
thì mình nghĩ rằng là cái mùi hương combo dứa khói này chắc chắn là nó sẽ không còn nhiều để mua nữa, và lúc đó thì chắc chắn giá thành nó cũng sẽ tăng lên. Nên là nếu như các bạn có tài chính chưa tốt hoặc là thời điểm này các bạn chưa mua được, nhưng mà phải trong thời gian tới mà không mua được những cái phiên bản từ 19 đổ về nữa, thì các bạn có thể tìm hiểu đến những chai nước hoa mà mình đã vừa nói, như là Club de Nuit này, như là Super Mercy Silver, hay là chai nước hoa Mang Mù Lăng. Đó cũng là những cái lựa chọn tốt mà trong tương lai có thể thay thế được cái mùi hương của chai nước hoa Creed Entered. Đó là những cái quan điểm của mình về việc năm 2020 rồi, và mùi hương của Creed Entered nó còn xứng đáng để thử hay không, nó còn xứng đáng đồng tiền của bạn hay không, thì các bạn có thể để lại cái bình luận ở bên dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha.